Rồi em cảm ơn Khải nha. Dạ em chào anh nha. Dạ rồi nhà vườn tiếp tục giao lưu. Mã số là 805 nha. Là một cây cẩm thụy tràng thiên nhiên. Cây cẩm thụy tràng thiên nhiên này luôn nha. 805. Cây này có cái hòn gốc là 30. 30 nha. Cây cao là 36. Tán rộng nha. Tán rộng là 100. Màu đất hiện tại là 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 900k bao ship luôn. Đó, 900k bao ship luôn nha. Là một cây bùm, một cây cẩm thụy. Định nó Đó, định nói là bướm sùm. Tám không năm 900k bao ship cho cây cẩm thụy này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Nên nhà vườn xin qua cây này luôn.